Thưa quý vị, những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam đang đẩy ngành thủy sản lâm vào thế vô cùng khó khăn khi đứng trước nguy cơ mất thị trường xuất khẩu, đứt gãy chuỗi sản xuất. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công thương, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các thông tin và kiến nghị của Hội Nghề cá Việt Nam để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp kịp thời. Theo Hội nghề cá Việt Nam, thời gian qua, lĩnh vực khai thác hải sản trên biển của cư dân bị ảnh hưởng, sản lượng khai thác đạt thấp, vì nhiều địa phương, các tỉnh ven biển bị phong tỏa do dịch COVID-19. Ngành nuôi trồng thủy sản thiếu giống, thiếu hụt nguyên liệu đầu vào như thức ăn, chế phẩm sinh học, nhân lực lao động. Thị trường xuất khẩu thủy sản giảm mạnh dẫn đến việc thu mua trong nước bị thu hẹp. Hội nghề cá Việt Nam kiến nghị nhà nước cần có chính sách tiếp tục giảm lãi suất, đề nghị nghiên cứu và sớm có chính sách tạm dừng việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp cho đến hết tháng 6 năm 2022. Giảm chi phí điện nước sản xuất cho các nhà máy trong khu công nghiệp, doanh nghiệp chế biến thủy sản và người nuôi trồng đến hết năm 2021. Có giải pháp thống nhất trong toàn quốc về phương thức vận chuyển lưu thông hàng hóa, vật tư cho nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn phải giãn cách xã hội để thực hiện phòng chống dịch. Hội nghề cá Việt Nam cũng kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước ngành thủy sản cần tăng cường thông tin định hướng sản xuất, đưa ra các khuyến cáo nhằm giúp người dân có phương án sản xuất phù hợp, ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động, công nhân.